chào các bạn, mình là Chí Thiện. Cùng theo chân Phương Anh các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với chương trình Khám phá trường học cùng với Tam Triệu Dân. Và ngày hôm nay thì Dân sẽ dẫn mọi người đến một ngôi trường khá là đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Với ngôi trường này thì thật ra có rất là nhiều điều đặc biệt. Và đặc biệt nhất đó chính là một trong số những cái quy chế về tuyển sinh khá là ấn tượng ở đây. Bây giờ hãy cùng Dân đi vào trong để khám phá xem là nó như thế nào nha. Let's go. Xin mời. Nếu như ở khu vực bên ngoài chính là một cái nơi có thể đón nhận các bạn để tư vấn cho các bạn này tuyển sinh và để tư vấn cho các bạn các ngành học cũng như là cụ thể về ngôi trường, thì ở căn phòng này, căn phòng có máy lạnh này, mát mẻ, thoáng mát, đây sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ của các bạn. Một khi mà các bạn đã quyết định nhập học vào ngôi trường này thì chỉ cần một cái chớp mắt là hồ sơ có thể hoàn tất tích tắc luôn. Bây giờ thì nghĩ qua một chút và chúng mình sẽ lên lầu nha. Chào mừng mọi người đến với phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay thì như mọi người cũng thấy đó, tôi như một vị bác sĩ thật thụ. Đây chỉ là một cái bộ trang phục bắt buộc khi mà chúng ta bước vào cái phòng thí nghiệm này. Thì đây chính là nơi dành cho các bạn sinh viên ngành dược đến đây để có những cái buổi mà thực hành rất là sát với thực tế. Có cô, có thầy giảng dạy một cách rất là cụ thể và dễ hiểu cho các bạn sinh viên. Ở trường Cao đẳng Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh thì nhận rất là nhiều cái giáo trình giảng dạy từ các trường đại học khác. Và bây giờ thì ở phía sau Dân đây chính là cô Dung. Và cô Dung là giáo viên giảng dạy chính thức tại bộ môn dược ở đây, cho nên mình lại gặp cô Dung một xíu ha. Dạ, em chào cô Dung. À, chào Vân. Dạ, hôm nay thì em có dịp đến thăm trường mình. Thì em đi lạc vô đây nên là em cũng không biết là lớp của mình thì đang có một cái tiết học thực hành gì vậy cô? À, hôm nay thì cô hướng dẫn cho các em bào chế cái dầu soi. Dạ. Bởi vì trường mình nó giảng dạy là phải gắn liền với thực tế. Dạ. Và cái dầu soi này thì nó sẽ sử dụng là khi mấy em bị nhức đầu, dạ, chóng mặt, wow, đau bụng hoặc là côn trùng cắn. Dạ, thì dạ, các em sẽ biết ha. Dạ. Và các em sẽ sử dụng cái dầu trong cuộc sống hàng ngày. Hình mấy thật, em vừa sử dụng mà vừa biết được cái cách bào chế của dầu này như thế nào. Dạ dạ, hèn gì mà lúc vừa mới đầu mọi người tôi vào rồi em đã nghe thấy cái mùi nó rất là quen thuộc với lại. Dạ, vậy cô không ấy thì chắc lớp mình cũng đang mới bắt đầu thì cho em ngồi vô học ké xíu nha. Đúng rồi, cô rất là kêu mình rất là phấn khởi ha. Dạ dạ, rất là thích thú khi mà em đến đây để tham quan một cái lớp giảng dạy của cô. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Dạ, em vào ngồi nha. Rồi, cô mời em. Rồi mọi người, bây giờ là tôi đang gần tới những bước cuối cùng. Là bây giờ tôi chỉ cần tôi nhỏ một cái giọt này vô thôi, mọi người sẽ thấy là dầu gió hiện ra. Rồi, đây. Để thăm xuống. Thanh đó. Bị là tôi là số 3 là cái số mà tôi thích. Tam Triệu Dân, cho nên là cái gì là con cũng phải số 3 trở lên đó cô. Rồi, là bây giờ mình bỏ này cho mình khuấy em không? Em khuấy, khuấy nhẹ không kêu. Rồi, nhẹ không phát ra âm thanh nha mọi người. Khuấy từ dưới lên trên. Khuấy từ dưới lên trên hả con? À, từ dưới lên trên. Khuấy từ trên xuống dưới. Trời ơi. Chưa, nó sẽ ra một cái màu xanh. Mọi người thấy gì chưa? 75 years later. Rồi đó, mọi người. Ha, đây là thành quả ngày hôm nay của tôi sau tiết học của cô Dung. Mọi người ơi, bây giờ thì Dân sẽ dẫn mọi người đến tham quan một cái ngành
học mà nó rất là thú vị, nó rất là đáng yêu, nó rất là tại vì đơn giản là cái mùi thơm đó, nó kích thích cái khứu giác của dân, rồi nó cũng kích thích luôn cái bụng của dân nữa. Tại vì đây chính là ngành học quản trị ẩm thực, quản trị bếp và ẩm thực mọi người. Xin lỗi, tại vì đây là một cái ngành học mà tương đối mới với tôi, cho nên là tôi cũng hơi bối rối bởi cái từ chuyên ngành của nó. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong để xem là trong cái gian bếp của cái căn phòng học này nó có cái gì. Và chắc là tôi cũng sẽ xin cô ngày hôm nay để cho tôi ăn một cái gì đó từ chữ thơm lắm, tôi ngửi thấy mùi thơm lắm rồi. Đi nha. Ngành quản trị bếp và ẩm thực thì ở trường còn giảng dạy thêm ngành đó là quản trị nhà hàng khách sạn. Thì thực ra là hai cái ngành này nó khá là liên quan với nhau mọi người. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ ập vào bên trong để xem là các bạn sinh viên ở đây đang học như thế nào nhé. Và đây chính là khu vực quầy bar. Đây là nơi dành cho các bạn sinh viên học ngành bartender có thể thực hiện những cái món đồ uống cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là ngon ở khu vực này. Với chương trình học chỉ có 50% là lý thuyết và 50% là thực hành, thì chân đảm bảo là các bạn sinh viên ở đây sẽ có cơ hội trải nghiệm thực hành rất là nhiều. Và đó cũng là lý do sẽ khiến các bạn khi mà ra trường sẽ trở thành những người professional. Còn bây giờ thì tôi đang đứng đây và chờ... Xong rồi yeah. Thank you, cảm ơn bạn. Đây là chính là một ly cocktail đỏ đỏ, xinh xanh, một điểm nhấn. Ngày hôm nay là Lộc tôi là tới đây là chỉ có ăn với uống thôi mọi người. Bếp bên kia là đã ăn rồi, đang qua đây là uống rồi. Xin mời. Ngồi kế bên dân đây chính là thầy hiệu trưởng của trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý. Và thì ngày hôm nay thì rất là vui được gặp thầy, và em cũng muốn hỏi thầy một câu hỏi nhỏ. Đó là em biết là trường của mình thì có một cái quy chế tuyển sinh mới, đó chính là hệ 9 cộng cao đẳng. Thì em không biết là nó là như thế nào, và cái đối tượng mà nhắm tới thì sẽ là những đối tượng như thế nào vậy ạ? Hệ 9 cộng đẳng là dành cho đối tượng là tốt nghiệp trung học cơ sở. Tốt nghiệp lớp 9 và vô học hệ này. Năm nay thì là năm thứ 3 trường cao đẳng quốc tế có cái hệ này. Đối tượng là tốt nghiệp trung học cơ sở, các em vào thẳng bậc cao đẳng chính quy luôn. Nghĩa là các em sẽ được trường giảng dạy cách song song, vừa văn hóa và vừa cao đẳng chính quy. Để đến năm 18 tuổi rưỡi, khi mà mọi người đang lo đi tìm trường đại học cao đẳng, thì năm 18 tuổi rưỡi các em đã có bằng cao đẳng chính quy rồi và bằng trung học phổ thông quốc gia. Thì trường đào tạo song song văn hóa rút gọn 7 môn và cao đẳng chính quy, phối hợp cách nhịp nhàng giữa nghề nghiệp với lại văn hóa để cho các em có được một cái đủ kiến thức thi vào các quốc gia và đủ kiến thức để có được cái nghiệp vụ và cũng như cái tay nghề cũng như một cái kiến thức để lấy bằng cao đẳng chính quy. Năm 2020 là năm thứ 3 trường triển khai. Thì năm 2020 trường có 3 chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế. Các em được học thực tập tại trường cao đẳng quốc tế và tại Bách Khoa hoặc Đại học Kinh tế. Các giảng viên cũng vậy, giảng viên của hai trường cùng dạy một chương trình này. Sau khi các em học xong thì các em học thêm 1.5 năm nữa để lấy bằng Đại Bách Khoa hoặc là Đại học Kinh tế bằng chính quy. Dành cho những em nào muốn đi du học. Năm nay nhà trường có liên kết với lại một đại học Hàn Quốc, Đại Kinh, và chuẩn bị làm với lại một đại học của Malaysia để cho các em, thay vì các em học lớp 9 rồi đi du học trung học phổ thông, rồi học du học đại học rất là tốn kém, thì các em học bài này, các em học học văn hóa 7 môn của Việt Nam, học chương trình cao đẳng của các trường đại học này. Đặc biệt cái chương trình này thì đối với đại học của Hàn Quốc ấy, thì nhà trường đã đàm phán với đối tác là đối tác sẽ đi tìm việc làm cho các em sau khi ra trường Hàn Quốc. Như vậy thì rất là tốt cho các em, vừa đỡ tốn thời gian, vừa đỡ tốn tiền, và đặc biệt có việc làm có khi mà có đối tác của trường đã đứng ở bờ đầu.
Thật sự là em hơi nghe xong em hơi bị choáng, tại vì em không không biết rằng là nó có một cái hệ nó tốt như vậy cho các bạn học sinh mà chỉ mới học lớp 10 đúng không thầy? Thì ngay từ những cái thời điểm mà còn rất là trẻ là các bạn có thể xác định được cái tương lai của mình nó rất là rõ. Thì như vậy thì cái khoảng thời gian các bạn đủ nhiều để có thể tập trung vào cái việc học của mình và sau đó thì có thể có được những cái công việc mà các bạn mong muốn. Thì đây cũng chắc chắn sẽ là một cái thông tin mà các bạn học sinh từ lớp 10 hoặc là lớp 12 vào những cái dịp tuyển sinh như thế này thì các bạn cực kỳ phải nên lưu ý, vì đây đã rõ ràng là một cái điều kiện rất là tốt để các bạn có thể cân nhắc vào ngôi trường này. Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều với chia sẻ của thầy, thì em xin phép thầy là em lên trên để khám phá trên đó xíu. Dạ, em chào thầy. Mọi người ơi, tại trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thì còn có một căn phòng rất là đặc biệt. Căn phòng này là căn phòng thực hành dành cho các bạn sinh viên tại ngành bảo dưỡng công nghiệp. Và bây giờ mọi người hãy cùng Nhân đi tới căn phòng đó nha. Thì dân mọi người có thấy không, tôi vừa mới thay đổi một chút về trang phục của mình để phù hợp, để tôi có thể dẫn mọi người đi vào một căn phòng học tiếng Anh của ngôi trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cùng dân bước vào căn phòng này nhé. Ngày hôm nay Dân đã dẫn mọi người đi tham quan về ngôi trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thấy thú vị hay không thì hãy comment bên dưới. Và nếu mọi người quan tâm tới ngôi trường này thì có thể truy cập vào cái link dưới đây để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những số sau của chương trình Khám phá trường học. Bây giờ thì Dân tìm kiếm cho mình những điều mới mẻ, những điều hay ho đây. Gặp lại mọi người sau. Bye. Cổng trường nè. Đây là phòng thí nghiệm nè. Đây là ký túc xá nè.